Trả lời báo chí về zoom tín dụng giảm lãi suất, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết, từ đầu năm, chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng chung là khoảng 14-15% và đã phân bổ hợp lý cho các ngân hàng. Hết tháng 5, tín dụng của nền kinh tế đạt trên 12,3 triệu tỷ đồng, mức tăng khoảng trên 3,17% so với cuối năm 2022. Cũng theo ông Hà, ngành ngân hàng đã có các giải pháp xác định tiếp tục chỉ đạo các ngân hàng giảm lãi suất cho vay. Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, xúc tiến tìm kiếm, phát triển tháo gỡ khó khăn về thị trường tiêu thụ.